chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta đang làm chế độ để chúng nhau để lướt King for Bishop Carl. Ở đây chúng ta có gì đây? Ở đây mình có Fillmore đây các bạn, một chiếc xe van khá là ngầu luôn nha, với cái biển số nữa đây các bạn, 51233 đây các bạn, rất là xịn luôn. Đây là chiếc xe van số 5795 chứ. Xe van của mình này. Ở đây chúng ta có Francesco được đầy đua của Ý luôn các bạn, một chiếc xe Francesco khá là ngầu, công thức 1 luôn nha, nhìn rất là xịn sò. Wow, đây là chiếc Francesco của mình đây, Bull Brand Speed. Ok, và tiếp theo mình có gì đây nào? Wow, và ở đây mình có được là một chiếc Snort Rock với hai cái bánh sâu khá là lớn luôn. Đó, hai cái phun lửa hai bên này các bạn, rất là xịn. Lấy miếng mực Win 95 của Rositen các bạn, nhìn ngầu chưa kìa. Ở đây cũng có Lightning McQueen nữa các bạn, nhưng mà chiếc này quá đẹp luôn các bạn. Chiếc này đã giành được khá là nhiều cúp Pistolo. World Grand Prix. Ở đây tiếp theo là chiếc Kick số 86 của Hot Tech Overbank. Được khá là nhiều đơn vị đã tài trợ với xe chưa các bạn. Xịn chưa. Thomas The Trend các bạn. Ở đây mình có chiếc Thomas số 1 luôn các bạn, nhìn ngầu cực kỳ luôn nha. Ở đây chúng ta có gì đây? Stormweather. Click với 200 các bạn. Đây là Stormweather của mình đây. Và đây mình có được là chiếc Crossroad High Speed Racing 74 các bạn. Ok, tiếp theo nè. Ở đây mình có gì thế nào? Một chiếc Minion Car sao các bạn? Minion Car. Stalmater, một chiếc xe khá là ngầu, Stalmater luôn các bạn, với cái móc nè, cái cẩu này các bạn nhìn khá là xịn nha. Hai chiếc Stalmater luôn ấy chứ. Nhìn đáng yêu ghê chưa, các bạn có đang khởm cái đó kìa. Ở đây có cả một chiếc police car đấy các bạn, một chiếc xe cảnh sát police khá là xịn sò luôn nha. Đấy, nhìn đã chưa kìa. Số 99 này, Sport Racing Speed các bạn, với cái cargo trên xe, mui xe các bạn, rất là xịn. Ở đây mình có một chiếc xe đua màu vàng khá là ngầu luôn, Minion Car Papoy. Đây là chiếc Minion Car Papoy của mình này. Tiếp theo chúng ta có Adventure Truck Outcross 03 các bạn, quá ngầu. Ở đây một chiếc xe màu xanh nha, nhìn rất là đẹp luôn kìa. Ok, đi tiếp thôi nào. Ở đây tiếp tục chúng ta có Iceberg Money các bạn, một chiếc xe bán tải bánh kem rất là ngầu luôn kìa. Xe buýt Hayo số 1000 các bạn, ở đây có được Hayo West nha, nhìn rất là ngầu luôn kìa. Đấy, xịn sò thật sự. Một chiếc Thomas số 6 các bạn, nhìn rất là đảo luôn các bạn. Nhìn ngầu quá trời luôn. Và đây là Lightning McQueen Racing Team số 95 các bạn. Nhìn chiếc Lightning McQueen siêu mới luôn. Xanh da trời. Một chiếc trực thăng rất là to nha. Cờ lê các bạn thấy cánh được xây rất là nhanh nha. Crossram Mess số 95 các bạn, đây là chiếc Crossram Mess mà này. Ok, và mình thu hoạch được khá là nhiều xe các bạn. Nếu thích video đừng quên like và subscribe mình các bạn. Bye bye.